Quay là mùi hương nước hoa cho nữ giới được thương hiệu Giorgio Armani ra mắt cuối năm 2020. Được đánh giá là mùi hương nước hoa phá vỡ mọi quy chuẩn. Hương nước hoa đánh thức khứu giác của những cô nàng cá tính và thời thượng. Thông tin nước hoa cho nữ Giorgio Armani Miquay 7ml. Xuất xứ: Pháp. Nhãn hiệu: Giorgio Armani. Dung tích: 7ml. Phân loại: nước hoa cho nữ. Phong cách: nữ tính, tinh tế, sang trọng. Nhóm hương: gỗ tuyết tùng, hoa nhài, hoa cam. Mùi hương nước hoa: hương đầu, cam bergamot, hoa cam. Hương lưu, hoa huệ, hoa nhài Ấn Độ. Hương cuối: gỗ tuyết tùng, vani, xả hương trắng. Câu chuyện mùi hương của Giorgio Armani Miquay. Lần này Giorgio Armani mang đến mùi hương nước hoa cho nữ, thể hiện cho sự năng động, quyết đoán của phụ nữ hiện đại. Sự tươi mát của cam bergamot và hoa cam trái cây chính là khúc dạo đầu thôi thúc cuộc phiêu lưu của khứu giác. Sự kết hợp hương hoa nhài và hoa huệ tạo dấu ấn đáng nhớ trong mùi hương này. Song hành là hương thơm mãnh liệt của vani và gỗ tuyết tùng khóa chặt mùi hương cuối cùng. Một sự kết hợp hoàn hảo trong một sản phẩm, mang đến sự mạnh mẽ phía sau sự nữ tính của nàng.